50 triệu cái bánh tráng tin không? Trời ơi hết hồn. Từ một cái bánh tráng lề đường ngày hôm nay mình sẽ đưa thành cái bánh tráng đại gia, nó sẽ có giá trị như thế nào nha. Thật ra nó chỉ khác nhau ở một chỗ là cái vị trí người ta đặt rẻ thôi. Nhiều cái bánh tráng bình thường các bạn bán có cái giá trị nó rất là, mà mọi người biết có tin rằng là ở cái thập kỷ này bánh tráng mà nướng, bánh tráng cuộn hay là tất cả các loại bánh tráng bỏ topping là một trong những cái thứ mà chắc có lẽ là thời vua chúa ngày xưa hay tất cả cái đời trước có thèm cũng có mà ăn, đúng không cả nhà? Là bởi vì hồi xưa người ta có này đâu, và bây giờ bánh tráng đã được lên ngôi và cái việc này nó quá quen, và đặc biệt là đối với những người dân ở những thành phố mà ăn vặt, đặc biệt như thành phố Hồ Chí Minh. Thì hiện tại hôm nay mình có một cái tiệm rất là luxury, nó vô luxury cho vui thôi, có nghĩa là mẹ làm một cái sinh nhật cho con nhân dịp mà con tốt nghiệp tiểu học, nhưng mà kiểu mẹ cũng chịu đầu tư, thế là chú Tứ cũng khá là đầu tư luôn. Thì mọi người hỏi là tại sao không mua một cái bánh tráng bự xong rồi cắt ra để cho mà các bé ăn. Thật ra các bé sẽ có rất là nhiều món, tuy nhiên mọi người biết rằng á, cái sự khác nhau giữa cái việc luxury cho một cái món ăn á là nó khác nhau cái vị trí đặt để cũng như trang trí thôi. Thì cái bánh tráng bình thường họ đưa ra như vậy, nhưng mà khi mà đặt để vô đây một cái thì nó sẽ có giá trị như thế nào. Cho nên mong muốn cái clip này mình sẽ nói rằng là thật ra tất cả những thứ hay nói rằng là dê chai bán cẩm lai, tất cả mọi thứ trên đời này có thể đều chuyển hóa thành nghệ thuật và cao cấp được là do bản thân mình muốn thế nào đó. Đây là cái bánh tráng này, bỏ vô đi không, thì rất là dễ thương. Sau đó mình sẽ bắt đầu cho topping vô, thì từ những cái topping ví dụ như là người ta sẽ ăn thịt bằm nè, đó, cho thịt bằm vô, xong người ta chỉ cho bắp vô nè, bắp vô, cho thêm bắp nha. Cái này không biết có lời không thì không biết, nhưng mà đang làm lại năn nỉ lắm, nói chung là quỳ lại van xin gần chết luôn á. Chỗ này người ta mới làm cho đó, có nghĩa là ta không chịu đó, giờ người ta không chịu bán cái này, nhưng mà nói thôi cho mình làm đi kệ, cũng như chia sẻ đi, cái họ ok họ chịu. Đây là sau khi mình bỏ như thế này đúng không, rồi thì thường thường người ta sẽ ra bánh tráng này là nó có cái mùi này, gọi là mùi gì ta, mùi quên, mắm ruốc đó, chén mắm ruốc trầu nhức cái nắp ăn chay mấy người ơi. Đây rồi, chúng ta để lên cái dĩa này đó, vậy thôi, và chúng ta sẽ đặt lên một cái bàn, nhìn nó rất là fusion như thế này thôi. Thì đó, dễ thương, các bạn cũng sẽ không quá no, nhưng mà kiểu cảm nhận là sẽ được trải nghiệm rất là nhiều món. Thì mọi người hãy nên, thật ra nó chỉ khác nhau về vị trí đặt để thôi, cuộc sống mà. Thật ra khi mà chúng ta có điều kiện và chúng ta có kiến thức thì cái việc ăn no nó không quá quan trọng. Và hãy xem ngày hôm nay mình sẽ làm cái tiệc gì dành cho đứa bé 11 tuổi, một cái sinh nhật rất là luxury sẽ như thế nào nha. Cảm ơn cả nhà rất nhiều, mình là Sam Minh Tứ ạ. Mình nhớ nha, đây là một trong những nơi bánh tráng gọi là tạm gọi nó là bánh tráng của đại gia đây, tại vì đây nè, phải không? Bán tới 50 triệu tới một cái tin không? 50 triệu một cái bánh tráng này đó, đúng không? Đó, bạn trả lời. Cảm ơn mọi người rất nhiều ạ. Tôi nghe tôi còn hết hồn nữa về cái sự gọi là thả bơm của tôi nữa, trời ơi đó đó dễ ơi. Nói cho mọi người, từ cái muỗng này cho đến cái dĩa, tất cả mọi thứ đều đầu tư mới 100%, hình như cái này không có trong ẩm thực hay sao. Nói chung là ăn ít mà chấp thôi, mình đừng có làm quá nhiều, đúng không cả nhà? Đó, nhìn cũng rất là luxury, rất là ngon. Rồi, và bánh này rất là ngon nha. Nó giỡn với thôi, đây có một bạn nữ duy nhất, đây là món test thử, cho nên xin phép được mời em có ăn thêm một cái thì em cũng sẽ không có tròn lên một tí, mẹ có bớt đi một cái thì cuộc đời cũng sẽ không gọn hơn. Em cảm nhận như thế nào? Ôi, bánh tráng gì? Bánh tráng mắm ruốc đúng không? Cũng là bánh tráng mắm ruốc, nhưng chỉ khác về vấn đề đặt để thôi, đúng không cả nhà? Cảm ơn cả nhà rất nhiều nha. Mình là Sai Văn Tử ạ.